Châu Âu thức tỉnh, thêm một quốc gia EU biểu tình đòi chính phủ ngừng lo chuyện bao đồng ở Kiev. Các bạn thân mến, châu Âu có thể thở phào nhẹ nhõm trong lúc này vì nhờ có mùa đông đặc biệt ấm áp. Lục địa này đã tránh được một cuộc khủng hoảng năng lượng thảm khốc sau khi bị Nga siết nguồn cung năng lượng. Tuy nhiên, đây chưa phải là yếu tố quyết định cuối cùng trong cuộc xung đột hiện tại. Rõ ràng, Tổng thống Putin đang đi một nước cờ khá hiểm hóc. Đó là không phải nhằm vào tinh thần của người Ukraine, mà là nhằm vào các chính phủ yếu kém ở châu Âu, đặc biệt là các chính phủ Séc, Ba Lan, Đức, Pháp, Anh và Ý. Họ đã phải đối mặt với các cuộc phản đối gia tăng trong nước về việc chi tiêu ngày càng nhiều tiền hơn cho một cuộc chiến tranh ở nơi xa xôi, trong khi lại cắt giảm ngân sách đối với phúc lợi và tiêu dùng trong nước. Đặc biệt lần này, Cộng hòa Séc lại tiếp tục là cái tên được nhắc đến nhiều hơn. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga được Mỹ và EU coi là một công cụ chính sách đối ngoại mạnh mẽ khiến Moscow trở lại thời kỳ đồ đá. Nhưng nó đã hoàn toàn phản tác dụng và đang gây ra cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tồi tệ nhất đối với người dân châu Âu. Mới đây, hàng nghìn người đã xuống đường ở thủ đô Praha, Cộng hòa Séc để phản đối vì lạm phát cao và yêu cầu chính phủ chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời dành nhiều sự quan tâm hơn cho chính quốc gia mình. Cộng hòa Séc đã phải vật lộn với mức lạm phát kỷ lục trong một năm, chủ yếu là do giá năng lượng tăng đột biến do chiến tranh ở Ukraine. Vào tháng 2, lạm phát hàng năm ở Séc, thành viên NATO và Liên minh châu Âu đã đạt 16,7%. Diễn biến này đã phơi bày sự tức giận và bất mãn của người dân ngày càng tăng lên trước tình trạng chi phí sinh hoạt ngày càng cao và thực tế hiện giờ có nguy cơ gây bất ổn chính trị. Bởi vì đây không phải cuộc biểu tình lần đầu tiên của người dân Cộng hòa Séc. Hồi tháng 9 năm 2022, đã có hai cuộc tuần hành nổ ra cũng với lý do tương tự, thu hút hàng trăm nghìn người tham gia. Còn bây giờ, cuộc biểu tình chống đói nghèo diễn ra hôm 11 tháng 3 vừa qua, được tổ chức bởi một đảng chính trị mới ở Séc. Zdrik Rajic, một luật sư lãnh đạo đảng phi nghị viện, tức là đảng không thuộc lưỡng viện, đã nói với đám đông ở trung tâm quảng trường Wesselas rằng hôm nay chúng ta tập hợp ở đây để đứng lên chống lại sự nghèo đói. Những người biểu tình đã kêu gọi chính phủ trung hữu của Thủ tướng Petro Fiala từ chức. Họ muốn các nhà lãnh đạo quan tâm đến lợi ích của công dân Séc trước tiên. Theo đó, người biểu tình yêu cầu chính phủ ngừng viện trợ cho chính quyền Kiev. Những người chỉ trích đã cáo buộc chính phủ của Thủ tướng Fiala quan tâm nhiều hơn đến Ukraine với viện trợ quân sự và nhân đạo đáng kể được gửi đến quốc gia bị chiến tranh tàn phá kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái. Những người biểu tình cũng chỉ trích NATO, trong đó truyền thông Séc đưa tin rằng một người biểu tình đã sử dụng loa phóng thanh kêu gọi đám đông hạ cờ Ukraine từ trên nóc nhà bảo tàng quốc gia tại quảng trường Wesselas. Không chỉ ở mỗi Cộng hòa Séc, hàng nghìn người biểu tình phản đối chính phủ thân phương Tây ở Moldova. Những người phản đối Tổng thống thân phương Tây Maia Sandu đã nhiều lần kêu gọi bà từ chức, cho rằng Nga nên là đối tác số 1 của Moldova. Theo hãng tin Euronews, hàng nghìn người đã xuống đường ở Chisinau hôm 12 tháng 3, phản đối chính phủ Moldova vì giá năng lượng tăng cao và kêu gọi các nghị sĩ không đẩy Moldova rơi vào xung đột. Một người phụ nữ trong đoàn biểu tình hét lên: "Chúng tôi chính là nhân dân, chúng tôi sẽ chiến thắng." Cũng giống như bà, hàng ngàn người đã xuống đường tuần hành, yêu cầu nhà chức trách Moldova chi trả hóa đơn khí đốt và sưởi ấm cho họ. Với khoản lương hưu ít ỏi, chỉ tương đương 620 euro một tháng, mọi thứ đã trở nên quá đắt đỏ đối với ông Nikolai, 66 tuổi. Ông cho biết: "Cả đời, tôi làm công nhân xây dựng không khai báo, tôi chỉ có giấy tờ khai báo làm việc trong 3 năm qua. Đó là tất cả những gì tôi có." Những người phản đối Tổng thống thân phương Tây Maia Sandu đã nhiều lần kêu gọi bà từ chức, cho rằng Nga nên là đối tác số 1 của Moldova. Cảnh sát Moldova cho biết đã có những đe dọa đánh bom trong ngày 12 tháng 3, trong đó có một vụ tại sân bay quốc tế ở Chisinau mà họ gọi là một phần của các biện pháp gây bất ổn đang diễn ra đối với Moldova, Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ với dân số khoảng 2,6 triệu người. Theo thông báo từ cảnh sát nước này, hơn 50 người đã bị bắt giữ với cáo buộc vi phạm trật tự công cộng. Cuộc biểu tình hôm 12 tháng 3 là một trong nhiều cuộc tuần hành diễn ra trong những tuần gần đây, được tổ chức bởi một nhóm tự xưng là Phong trào vì nhân dân do Đảng SOR của Moldova hậu thuẫn.
Phó Thủ tướng Moldova là Andrei Spinu đã chỉ trích sự kiện trên, cho rằng đây là một nỗ lực nhằm gây bất ổn tình hình ở Moldova. Trong khi đó, Mỹ cũng cáo buộc Nga muốn gây bất ổn cho Moldova nhằm lật đổ chính phủ thân phương Tây ở Chisinau. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ những cáo buộc trên và nói rằng Ukraine đang tìm cách khiến Moldova chống lại Moscow. Hơn 5.000 tấn rác thải ùn ứ trên đường phố Paris là hậu quả cuộc đình công của công nhân. Nhân viên của dịch vụ tiện ích đã biểu tình trong một tuần chống lại cải cách liên quan đến việc tăng tuổi nghỉ hưu. Trong suốt thời gian này, rác không được dọn sạch và vẫn còn trên đường phố. Thùng rác ở trung tâm Paris tràn ngập. Núi túi đựng chất thải nằm ngay vỉa hè, nhưng những người tổ chức đình công không có ý định dừng hoạt động. Trước đó, ngày 12 tháng 3, có thông tin cho biết sau 10 ngày tranh luận sôi nổi, Thượng viện Pháp vẫn bỏ phiếu thông qua cải cách lương hưu, gây ra làn sóng biểu tình lớn. Cải cách này được thông qua với 195 phiếu thuận và 112 phiếu chống. Ngày 11 tháng 3, các cuộc biểu tình mới đã biến thành các cuộc đụng độ bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát. Người biểu tình ở Paris bắt đầu phá hủy các bến xe buýt, đốt thùng rác và tấn công nhân viên thực thi pháp luật, ném đá và chai lọ vào họ. Nguyên nhân của sự kiện trên bắt đầu từ ngày 10 tháng 1. Thủ tướng Pháp Elizabeth trình bày một cuộc cải cách. Theo đó, tuổi nghỉ hưu ở nước này sẽ tăng từ 62 lên 64 tuổi. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, thời gian nghỉ hưu sẽ tăng dần và đạt 64 tuổi vào năm 2030. Cuộc tổng biểu tình đầu tiên chống lại những thay đổi được đề xuất trên diễn ra vào ngày 19 tháng 1. Theo công đoàn, ở Paris có 400.000 người tham gia và tổng cộng 200 triệu người biểu tình trên cả nước trong hai cuộc biểu tình. Bộ Nội vụ Pháp ngày 7 tháng 2 đưa tin hơn 750.000 người đã tham gia biểu tình phản đối cải cách lương hưu. Tất cả những bất ổn trên đều dẫn về một đầu mối duy nhất, đó là khủng hoảng khí đốt chưa buông tha châu Âu. Châu Âu có thể thở phào nhẹ nhõm trong lúc này vì nhờ có mùa đông đặc biệt ấm áp, một chiến lược về đa dạng hóa nguồn cung được hoạch định tốt cùng với các biện pháp giảm tiêu thụ. Lục địa này đã tránh được một cuộc khủng hoảng năng lượng thảm khốc sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nhưng bóng ma của một cuộc khủng hoảng khí đốt trong nay mai vẫn đang đe dọa châu lục này. Mức dự trữ khí đốt chưa được sử dụng của lục địa này ở mức khoảng 60%, cao hơn 10 điểm phần trăm so với mức trung bình thông thường vào thời điểm này trong năm. Và giá khí đốt tiêu chuẩn của châu Âu trên sàn giao dịch Hà Lan đã giảm hơn 85% so với mức cao nhất vào tháng 8 năm ngoái, từ 340 euro trên 1 MWh xuống dưới 50 euro trên 1 MWh. Tuy nhiên, vẫn có nguy cơ giá cả sẽ thay đổi đáng kể trong những tháng tới. Điều này sẽ tác động mạnh đến hóa đơn năng lượng của các công ty và hộ gia đình. Tình trạng thắt chặt tại các thị trường khí đốt châu Âu có thể sẽ trở nên rõ ràng hơn khi mùa hè đến gần. Nhiều khả năng đẩy giá năng lượng trở lại ở mức 100 euro trên 1 MWh hoặc thậm chí là cao hơn. Có thể sử dụng một số phép tính tương đối đơn giản để hiểu được tình hình năng lượng phức tạp của châu Âu. Trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên của châu Âu chỉ dưới 500 tỷ mét khối mỗi năm. Lượng khí đốt dự trữ hiện nay vốn đang ở mức cao bất thường, cộng với sản xuất trong nước và lượng nhập khẩu hiện tại của cả khí tự nhiên và khí tự nhiên hóa lỏng, bao gồm cả nhập khẩu từ Nga. Tổng cộng, châu Âu có 440 tỷ mét khối. Do đó, châu Âu sẽ cần cắt giảm tiêu thụ hoặc tăng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng thêm 60 tỷ mét khối để lấp đầy khoảng cách cung cầu. Thực hiện một chiến lược như vậy không hề dễ dàng. Mặc dù châu Âu đã cố gắng giảm mức tiêu thụ khí đốt xuống khoảng 430 tỷ mét khối trong năm 2022, thấp hơn 13% so với mức năm 2021, nhưng thời tiết ấm áp bất thường đóng một vai trò quan trọng và có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia. Tây Ban Nha, do không bị ảnh hưởng lớn vì thiếu khí đốt của Nga, chỉ cắt giảm tiêu thụ ở mức vừa phải. Còn Pháp và Ý cắt giảm ít hơn mức trung bình của châu Âu. Ngược lại, Đức và Hà Lan phải cắt giảm nhiều hơn đáng kể, giảm mức tiêu thụ của họ xuống khoảng 20% so với năm 2021. Giả sử rằng thời tiết trở lại tương đối bình thường vào mùa đông tới, các chính phủ châu Âu sẽ cần đặt mục tiêu cắt giảm 10% mức tiêu thụ so với mức của năm 2021 để giữ tổng mức tiêu thụ dưới 450 tỷ mét khối. Việc cắt giảm một phần sẽ đến từ các ngành công nghiệp như hóa chất, kim loại và thủy tinh, những ngành sử dụng nhiều khí tự nhiên. Đồng thời, các công ty và hộ gia đình châu Âu có thể sẽ duy trì các biện pháp tiết kiệm năng lượng khôn ngoan mà họ đã áp dụng và giới hạn tiêu thụ bắt buộc.
chẳng hạn như để sưởi ấm khu dân cư, có thể sẽ được giữ nguyên. Nếu vậy, châu Âu có thể cắt giảm tiêu thụ 50 tỷ mét khối, gần bù đắp được 60 tỷ mét khối mà họ bị thiếu hụt. Lục địa già sẽ cần nhập khẩu thêm khí tự nhiên hóa lỏng từ các nhà cung cấp trên toàn cầu để bù đắp 10 tỷ mét khối còn lại. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, sản lượng khí hóa lỏng toàn cầu vào năm 2023 dự kiến sẽ tăng khoảng 23 tỷ mét khối. Điều đó có nghĩa là châu Âu sẽ cần phải thâu tóm gần một nửa mức tăng tổng thể này. Và vì châu lục này sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với các nền kinh tế châu Á đang phục hồi, nhất là Trung Quốc, nên nhu cầu về khí hóa lỏng có thể đẩy giá lên cao hơn mức hiện tại, có khả năng khiến mức sàn lên tới 80 euro trên 1 MWh. Tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn nếu việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên và khí tự nhiên hóa lỏng của Nga bị dừng hoàn toàn. Đây vẫn là một khả năng rõ ràng có thể xảy ra. Lượng khí đốt châu Âu nhập khẩu từ Nga hiện nay là khoảng 45 tỷ mét khối, chỉ bằng 20% so với mức trước chiến tranh. Cùng với 10 tỷ mét khối bị thiếu hụt, việc bị mất đi nguồn cung này sẽ khiến châu Âu bị thiếu tới 55 tỷ mét khối khí đốt, nhiều hơn gấp đôi so với mức tăng nguồn cung dự kiến khí hóa lỏng trên toàn cầu. Tuy nhiên, ngay cả khi có đủ nguồn cung khí hóa lỏng, châu Âu sẽ thiếu khả năng cần thiết để tái hóa khí, tức là đưa khí hóa lỏng về dạng khí. Theo kịch bản cực đoan này, họ sẽ cần xử lý khoảng 190 tỷ mét khối, nhưng công suất hiện tại của châu Âu chỉ khoảng 157 tỷ. Tất nhiên, nếu mức cắt giảm tiêu thụ thấp hơn 10%, tình trạng thiếu khí đốt sẽ còn nghiêm trọng hơn đáng kể, gây ra áp lực tăng giá mạnh hơn. Dù vậy, giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu không có khả năng vượt quá mức 200 euro trên 1 MWh vì 3 lý do. Đầu tiên, giá cao vào năm ngoái là một phần do châu Âu thiếu sự chuẩn bị cho một cú sốc chưa từng có như vậy. So với một năm trước, châu Âu đang ở vị thế mạnh mẽ hơn nhiều để đối phó với tình trạng thiếu khí đốt. Thứ hai, việc mua chung khí đốt tự nhiên ở cấp độ Liên minh châu Âu sẽ giúp kiểm soát giá cả, nhờ sức mạnh đàm phán to lớn của khối với tư cách là thị trường chung lớn nhất thế giới. Thứ ba, Liên minh châu Âu đang trong quá trình đưa ra chuẩn giá riêng cho các hợp đồng khí hóa lỏng. Hiện tại, giá khí hóa lỏng ở châu Âu được cố định. Giá này bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự gián đoạn dòng khí đốt tự nhiên chảy đến lục địa già. Mặc dù vai trò của Nga với tư cách là nhà cung cấp khí đốt cho châu Âu đã giảm đáng kể, nhưng nguồn khí đốt của Nga vẫn rất cần thiết để cân bằng cung cầu tại thị trường châu Âu cho đến khi họ củng cố được khả năng tái hóa khí hoặc cho đến khi các nguồn năng lượng thay thế được đưa vào hoạt động. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.